Chân Thép xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới mình xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và làm việc thật thành công. Hôm nay mình cũng như thường ngày mình cũng đi săn ong mọi người ơi. Hai anh em mình cũng đi tới rừng rồi. Sau khi ăn sáng xong rồi hai anh em mình cũng tẻ người ra người hướng đi. Để điểm hôm nay mình quyết sao, tại hôm nay mình cũng đi điểm mới mọi người ơi. Đó. Và hồi nãy giờ mình đi ăn tăng rồi đó mọi người. Mình cũng thấy đường tỏ đầu tiên em nằm trên cây quýt rừng xa mình nè, trong trong đám tràm này nè, rồi để mình quay cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, đây nè, hồi nãy trong quýt rừng nè mọi người, mình đã cắt ra nè. Trời ơi, nó cứng làm sao mà nó đỏ, cứng điện thoại làm sao mà quay ngược camera nữa mọi người ơi. Cắt ra quá xong kỳ không thấy đây nè mọi người, chán thiệt chứ. Nhiều lúc cứng điện thoại mọi người, cứng sao mà nó quay ngược camera nữa, em nhớ chỉnh lại rồi chứ. Không được đó mọi người, đụng mặt nè, tình ok mọi người. Bỏ vô tiếp tục đi nha mọi người. Nằm trên cái tràm khô cao á, đỉnh đó mọi người, mình thấy được cái cổ đó mọi người á. Chút chót chót cái này mọi người. Nè. Cao lắm á mọi người. Ổ này giống mới đóng, nó dòm cao quá, mình khó dòm á. Ổ nắng nó tốt, cho anh nắng á mọi người. Không biết sao lấy này, cái tràm mà khô nữa chứ. Leo không có. Bây giờ để mình leo cái cây bên kia, chắc mình đứng cái cây bên đó mình móc qua mình cắt cho mọi người ơi. Cây này cũng khó xử nữa quá. Rồi, mọi người để mình gác máy dưới này, mình leo mình móc nó vô mọi người ơi. Nếu móc được thì mình quay thành quả cho mọi người xem thôi mọi người ơi. Chứ lấy máy lên khó lắm mọi người. Mọi người xem thông cảm cho mình nha. Ăn ổ này chắc phê dữ lắm. Đây, mọi người ơi, mình móc xuống nữa mọi người. Đây. À, muốn chết luôn, đó mình gắt móc làm sao nó gãy. Gãy làm đôi luôn mọi người, cái chầm khó. Gãy làm đôi luôn. Móc dây dướng ấy mọi người. Nó muốn cào phần mực này. Hên. À, tiếp tục đi tìm ổ khác nha mọi người. Mọi người ơi, ở trên cái vít rừng này mọi người, mình thấy được thêm tỏ luôn. Ui nó nắng mọi người, thời tiết khắc nghiệt kia thật mọi người. Cây này có anh em là người ta cắt trước rồi, giờ nó đóng lại đó. Tỏ cũng nhỏ mọi người, cái vít rừng cũng khó nhằn với nó. Ui nó nắng rồi, quán gà. Đóng sát thân không có kèo có gì sao. Nào sát sát lên rồi mình quay nha mọi người. Chứ mà không quay từ dưới đây lên trên đó mất thời gian mọi người xem nó nha. Ôi. Nó chẳng kịch luôn. Đóng trên cây quýt này mình đâu có làm là nhanh được mọi người, tại cái cây gai này đâm nhất lắm mọi người. Ổ nó không sát kèo luôn, không có kèo luôn. Thiệt tình. Trời.
kéo này bữa nay bị gì. Mình hàng lần nữa. Nhỏ một cũng đẹp. Hai đây mọi người ha. Bỏ ra tiếp tục đi nha mọi người. Trong này có ngỗ đó mọi người, có nhỏ. Nãy mình thấy trên cái chàm đó mọi người có con tổ to lắm. Nó cao quá mọi người, mình bỏ tay bỏ. Ổ hơn cả thị hơn đó mọi người, mình thấy to lắm. Lại mình thấy hồi nãy có anh em đồng nghiệp người ta chắc người ta chặt rồi mọi người, người ta chặt hết cây, mình thấy ghê quá. Thấy giống đống lửa ở dưới. Những cú đẩy người ta dám chặt cho cây, người ta dám chặt cho mình sao dám chặt. Ăn được thôi. Bỏ đi cho nó sinh sản. Bắt ổ ong mình chặt cây người ta, cây to. Cũng to mấy cây nó cũng nhỏ, nó cao lắm mọi người. Có 20 mét à. Ăn không được, bỏ cho nó sinh sản. Đây cũng có ổ vỏ nè mọi người. Không phải ổ vỏ, ổ này anh em người ta cắt tàn. Tàn nó bỏ luôn. Một cũng đẹp lắm mọi người. Ủa già. Đi lâu lắm mới gặp ổ mọi người ơi. Cũng chết luôn, nắng mọi người ơi. Giờ bỏ vô mình tiếp tục đi nha mọi người, tìm mỗi khác nữa. Mọi người ơi, ở trong cái trên cái đọt cây rừng này mọi người, cây gai này được có con tổ nhỏ nữa kìa mọi người, tổ cũng vừa vừa. Ủa, đâu rồi? Đó đó mọi người, đen đen nè, đây nè. Đó, đóng ngoài đọt, ngoài nắng luôn mọi người. Đó. Đó, không mọi người. Cây gai nữa. Hay không, nó không kinh đọt. Bây giờ để mình leo lên rừng ổ thì mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Cắt máy cho mọi người xem. Mọi người ơi, nãy giờ mình đã tới đây rồi. Nằm cả đọt á. Chá nắng nữa. Ôi trời ơi. Nắng quá nó cũng rượu mất luôn. Đụng vô nhẹ. Đụng vô nhẹ rồi. Ủa quá già. Đi nhanh xuống rồi mọi người. Quá mệt rồi. Nắng. Nè mọi người.
trái nắng khó dòm á mọi người. Mình xuống bỏ vô đi tiếp tục nha mọi người ơi. Giờ hồi nãy anh em mình chạy xe nè cả nhà, chạy xe theo đường mình tính dời xe đi chỗ điểm khác mọi người. Mình đứng dòm đây nè, mình đứng dòm thử ở trong này, tại mình thấy có uống nước ong, uống nước dưới này nè mọi người, nó tỉ lên đây dữ lắm. Mà mình chạy qua cái đường này nè, mình đứng dòm thử, mình thấy ở đây có mấy con vô ra đây mọi người. Rồi mình vô mình dòm thấy được một tổ nè, xác nằm sát đứt luôn mọi người đó. Mình thấy bắt đầu đứng bên đây, đứng bên đây nè mọi người. Mình dòm vô bên kia thấy bên kia cũng có một tổ nè mọi người, là cái lùm này được hai tổ. Ý là mình trong kia mình chưa dòm nữa mọi người ơi, mình nhìn mình nghe trong kia cũng có nè, đẹp lắm. Là cái lùm này cặp đường luôn đó mọi người, xe mình chạy ngang. Mình vừa bắt ra luôn hai tổ một tổ, ổ này quá già mọi người, ổ kia cũng vậy quá già luôn, ổ này giặt hẳn luôn Hiếm ơi. Ôi không biết mặt con sao nó dở quá ta, nó gút chân nè Hiếm ơi. Già quá già khu đế. Mình sát đất luôn. Chảy luôn. Tiên hoàng cầm đứng lên kia bắt ổ kia luôn mọi người. Thì dòng ổ trong này là mực đẹp hơn mọi người, ở ngoài này mực già quá già nằm cặp đường đây này. Ở cái gai vào ghê táo ơi trời ơi ghê táo này. Chín người vô kia à. Cũng già luôn mà đỡ hơn ổ hồi nãy mọi người, mà ổ này nói chung là mực đỡ hơn đây mọi người ơi. Ổ thứ hai rồi anh em mình bây giờ bỏ vô mình kiếm chỗ để xe mình đi đây, khu vực này tăng mọi người. Mình thấy uống nước dữ lắm rồi, đi rồi được dí thì nó bơm rồi bỏ vô nha mọi người. Mọi người ơi, sau một hồi mình đi đắm đuối hai anh em mình đi tăng cũng lâu á mọi người, một vòng đai luôn cũng có nào nữa mọi người ơi. Giờ thôi anh em mình cũng ra xe rồi, thành quả của hai anh em mình được như đây mọi người đó. Mình cũng dồn vô hơi nhiều quá mọi người, tại vì có cặp mình có cặp cũng nhiều lắm, như đây nhắm khoảng 7 sĩ mọi người, hơn lít rưỡi này. Mình cũng xin dừng video luôn mọi người ơi. Hẹn gặp tất cả mọi người những clip sau.